Xin chào các bạn nha, hiện là đang trả kết quả ca muộn thăm nha. Thì các bạn thấy đây là hình ảnh của bạn này trước khi tới la nè. Bề da nó tạo thành ổ viêm nha các bạn, ba chùm ổ viêm như thế này các bạn thấy rõ nha. Đó, viêm bề mặt da đỏ như thế này. Và cái máu nó tụ ở bên trong bì da, thâm này gọi là thâm đỏ bên trong bì da. Và cái thâm này tùy vào cái tình trạng da nha các bạn, thì nó sẽ mờ, hoặc là có nhiều bạn là nó sẽ hết luôn hẳn. Nhưng mà đây, đây là quá trình mà các bạn thấy sau khi lá mụn ra, thì cái bề thâm các bạn thấy tụ máu ở phía bên trong da nè. Này, đây là những bề thâm viêm của bạn này nha. Đây này, nó tụ máu bên trong da như thế này. Có nghĩa là những cái thâm này nó bị đó, nó nhờn nhờn, nó thâm đỏ ở phía bên trong. Nhưng mà đây là sau khi bạn này điều trị mụn thâm tại la nha các bạn. Bạn thấy da hoàn toàn sạch mịn nha các bạn, sạch mịn và thâm nó mờ hẳn. Các bạn thấy rõ những nốt thâm của bạn này là nó tụ máu trong cái bì da này các bạn. Nên là bây giờ là nó đó, nó mờ hẳn là tầm 70-80% rồi đấy. Và sau này nó sẽ từ từ nó tản ra, nó mới tiệp với cái da của các bạn được. Vì thâm này là thâm bị bào mỏng rồi, nó sẽ tản ra. Còn có nhiều bạn thời gian nó sẽ hết hẳn luôn ấy, nó sẽ mờ hẳn luôn. Có nghĩa là cái thâm nó sẽ phụ thuộc vào cái bì da của các bạn nữa nha. Các bạn thấy đây là những cái thâm đỏ trên bề mặt của bạn này nè. Đó, hai bên má như thế này. Bạn thấy hai bên má nha. Và bây giờ nó sẽ mờ hẳn và nó sáng mịn cái bề da của bạn này rồi. Đây là sau khi mà mình lấy mụn xong là nó điều trị mụn xong là bề thâm. Còn đây là cái da mà khi mà nó bị thâm này. Các bạn thấy khi mà nó các bạn này tới la là nó ổ viêm như thế này nha. Từng ổ viêm như thế này, nhưng mà bây giờ là da đã điều trị xong như thế này. Thì hiện những bạn đang bị tình trạng da như thế nào, các bạn cứ trực tiếp inbox cho La nha. Để La có thể tư vấn cho các bạn nè. Bất cứ tình trạng da mỏng đó, nhưng mà các bạn thấy những ổ viêm tạo trên bề mặt không? Đó, giờ bây giờ da sạch mịn luôn, mờ hẳn cái bề thâm nha các bạn. Đó, những thâm của bạn này các bạn thấy tụ máu đỏ ở bên trong rất là nhiều. Còn trừ bây giờ thì mờ hẳn, sáng mịn và sạch cái bề mụn nha. Đây nè các bạn nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nó cười